cuối cùng cũng ăn được một cuối cùng thì cũng ăn được một anh 4x. Chưa biết được cái tên này có trúng không. Yeah. Alo, xin chào bạn nhá. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một nick level 36 ở server 180 gà girl nhé các bạn. Girl, giờ này mình phát âm tiếng Anh chuẩn lắm. Thì bạn chủ ác có gửi cho mình cái ác này. Thực ra là một bạn nam gửi ác mình. Mà tên ác là tên của tên là Vi. Thực ra là tên này là tên của có lẽ là bạn gái của bạn ấy. Và bạn ấy bảo là ngày mai, tức là thứ hai, là sinh nhật của bạn nữ này, nên là bảo mình làm clip này chúc mừng sinh nhật. Thì thôi mình cũng chúc mừng sinh nhật của bạn Vi. Chúc bạn luôn luôn xinh đẹp và hạnh phúc bên bạn này. Bạn chủ ác này tên là Hùng, luôn hạnh phúc bên bạn Hùng. Ok, đó, chúng ta sẽ đi vào giới thiệu ác thôi. Các bạn nhớ nhé, chủ ác này là một bạn nam không phải bạn nữ đâu. Hiện tại thì bạn đấy đang có một cái lu gạch cộng 10. Thì đợt này thực sự là mình vẫn thấy rất là nhiều những bạn bảo mình là làm về lực chiến yếu thì đừng làm những cái ác VIP quá làm gì. Nhưng mà các bạn cứ nói thế, nhưng mình cứ làm ác lực chiến cao thì các bạn lại xem nhiều, làm ác lực chiến thấp các bạn lại ít xem hơn. Thế mới khó hiểu cơ. Yêu cầu một đằng nhưng lại thích xem một nẻo, thế mới hay. Ở đây thì bạn này đang đeo một cái lu gạch cộng 10. Và bạn này level 36 mà lực chiến 10.000 là cũng khá là ổn rồi. Vòng tay thì có cái ác ma 5, ác ma cộng 3 và chúc phúc cộng 3. Hạnh phúc 3, ôi toàn 3 hết. Thậm chí là dây chuyền cũng là dây chuyền số 3 luôn. Anh như là số 2 nhỉ? Số 2, số 3 nhỉ? À số 2. Rồi pet bạn đang dùng là pet gà con và hiện tại đang có skin 2. Skin này, cái này skill pet gà thực sự rất là hay. Nó có một cái đặc điểm đó là dẫn đường được, và khi bắn ra thì vào gần đối thủ là đối thủ tự hút cái đạn đấy vào thôi. Còn skill 3 của nó thì cũng rất hay. Tăng đam mà, tăng đam theo lượt, các bạn biết rồi. Pet gà là pet mà nó quá quen thuộc rồi. Rất nhiều bạn gửi cho mình ác pet gà, nhưng mà mình lại cảm thấy là làm pet gà hơi nhiều. Mà nói chung là ác nào cũng giống ác nào ấy, thế nên là mình cũng phải chọn lọc ra một chút. Thì cái ác này thì gà nó cũng mới skin 2 thôi. Thì bộ ngọc bạn này đang có là bạo kích hạt nhân, ban phúc liên kích, tấn công, xuyên giáp. Chắc chắn là anh này là anh ấy có nạp để anh ấy lính ngọc, chứ không làm gì có chuyện là không nạp mà. À, đây cũng VIP 4 ở đây. Rồi. Còn gì nữa không nhỉ? Tu luyện của bạn này thì tấn công level 26, thủ 19, nhanh nhẹn 28 rồi. Bạn này nâng công và thủ rất là cao. Rất là đúng với cái ý nghĩ của mình. Rất giống với cách áp lực chiến của mình, nhanh nhẹn để rất là cao các bạn ạ. Có lẽ anh này sẽ đẩy nhanh nhẹn lên để đủ bắn được 144 rồi sau đấy mới áp tấn công. Vào trận cứ nhanh nhẹn cao là có lợi. Chắc chắn một điều luôn. Rồi, bazooka thì bạn này có 40 mạnh, có lẽ là cái tầm level này mà cày bazooka thực sự hơi khó. Nếu mà cày súng nước thì rất là dễ, đi phó bản gà. Gà thường gà khó, anh hùng gái hùng ấy, thành gà ấy. Kiếm rất là dễ, 30 mảnh đã có thể kiếm được rồi. Hiện tại bạn này đang có một cái bộ đá khảm gọi là full 6. Tất cả đều là ngọc 6 và duy nhất có một viên đá đỏ level 7. Rất là ổn đấy chứ, level 36 mà. Vật tổ thì bạn này là đang 232. Vật tổ bạn này có lẽ là hơi thấp. Mà nếu mà bạn xem clip này, bạn hãy nâng vật tổ lên cao một chút nhá. Tập trung áp lực up vật tổ này. Server 180 thì cũng là một server rất là mới. Rất là mới đấy. Chắc là ra cách đây tầm tháng. Tháng nhỉ? Chắc 2-3 tuần. 2-3 tuần gì đấy. Bây giờ đang có server 186 rồi mà. Đó, còn gì nữa nhỉ? À xem top level này. À server này xem top cũng 30, hơn 30.000 lực chiến rồi. Càng thật. Kiến đỏ. Hầu hết những top server mới nhá, đều là nuôi kiến đỏ hoặc là những con pet mà có thể mua mảnh được. Có lẽ là để đua lực chiến với nhau thì bắt buộc là phải dùng những con pet mà mua bằng lệnh bài, đổi lệnh bài được.
Các bạn thấy hầu hết đều là những con pet, ba người đầu tiên đều là pet kiến đỏ và còn anh này là pet gà đen. Nhưng mà chắc chắn là sẽ phải nâng những con pet mới lên. Như anh này thì chưa nuôi con gì, còn như top thì mình nghĩ là đã top thì có lẽ là đã nuôi sang con khác rồi đấy. Chưa các bạn. Vẫn tiếp tục nuôi cái đỏ, có lẽ là sẽ cho lý thức tỉnh sau đấy mới nuôi con pet khác. Có lẽ là sẽ nuôi hiêu đây, hiêu 2 sao rồi. À, rắn cũng 2 sao đấy. Mình thì mình đánh giá rắn cao hơn hiêu. Skill nó ổn hơn. Mỗi tội là nó sẽ bị tụt lực, hụt lực chiến so với hiêu. Và mình sẽ đi một vài trận trong server ấy. Có lẽ hôm nay sẽ có những cái trận đấu mà nó căng thẳng một chút. Cầm áp với chiến nhỏ mà. Server mới thì mình nghĩ là không lo là không gặp người đâu. Các bạn thấy không? Nhanh nhẹn cao nó có một cái lợi đó là vào chỉ gặp người. Rất ít khi gặp. Gặp bot khó hơn là gặp người. Rồi chúng rồi. Mình đang đứng ở một vị trí này, mình nghĩ là khá là khó bắn. Nói kia đam full đam luôn. Sao kinh khủng nhỉ, liệu có chết được luôn không mà sao Paul tự tin đấy nhỉ. Nhưng bạn này nâng lên cộng 10 rồi thì cũng khá là ổn. Level 36 cộng 10 là ổn rồi. Sau đấy lên 40 thì up 12, lên 45 là up 15, thế là quá chuẩn. Ngay mà mình đứng cái góc này khó bắn lắm. Bạn này đủ thể lực bắn 44 rồi nhá. 370 thể lực. À 270. Nếu mà nâng lên được 280 thì có thể bắn được 144. Cộng 250. Thì mấy hôm vừa rồi mình có làm về, nhưng sau cái hôm mình làm về cái áp lực chiến thấp kia thì thôi rồi. Các phải đến 40 tin nhắn đến gửi những áp lực chiến thấp tương đương như thế, như vậy. Nói chung là nó rất là bối rối. Không phải có ý khoe khoang gì đâu, nhưng mà mình chỉ muốn là các bạn hãy bình tĩnh lại và chờ đợi. Anh kia anh mình đang đứng ở một cái vị trí mà có lẽ là dễ bắn hơn là vị trí đứng của anh kia. Anh kia đấy bò ra mép rồi, các bạn thấy không? Hầu như mọi người là bắn là hay bò ra mép để đối thủ có thể là sẽ khó bắn trúng, bỏ kích rồi. Đúng không? Mình cũng sẽ bò ra sát cái mép ngoài. Các bạn bảo tên này bắn trúng không? Mình nghĩ là sẽ trúng. Hai ngọc phát rồi các bạn. Dù là ngọc tím với ngọc xanh, nhưng toàn ngọc tím với ngọc xanh thôi, nhưng mà phát cũng rất là ghê đấy. Tên này sợ anh này full power luôn đấy. Ui, 1-4 luôn. Nếu anh ấy bắn góc cao thì có thể là sẽ trúng cả 3 tia, tuy nhiên là ui. Mình bắn người ta thì như gãi, người ta bắn mình phát chết luôn. Đấy, thế nên là cái khó khi mà làm ác lực chiến thấp là nó sẽ như vậy. Bởi vì là mình không thể biết được đối thủ mình đang tầm lực chiến nào. Vào game thì chủ yếu là nó xếp theo level thôi. Nhưng mà bây giờ thì cái level nó không thể hiện được lực chiến như ngày trước. Đấy, các bạn thấy lại gặp 28. Nếu mà để gặp những người ngang mình rất là khó, chỉ có đi giải siêu cấp thôi. Thế nên là cũng khó. Rồi không vào được trận luôn. Sao đây? Mình làm những ác lực chiến cao thì khi mà đi trong giải siêu cấp thì sẽ gặp được những người mà lực chiến cũng tương đương, có trận thắng có trận thua. Chỉ có mỗi một cái vấn đề đó là trận đấu nó diễn ra quá nhanh. Một hai turn là có thể giải quyết xong trận đấu rồi. Dạo này cái tình trạng có lẽ là mình bị anh kia anh trôn anh tắt mạng, nó không vào trận. Ngày xưa khi mà tắt mạng thì nó sẽ kiểu như là vẫn vào trận, nhưng mà vào trận xong chỉ mỗi mình thôi, vào xong thắng luôn, thế là tức là vẫn được một trận thắng. Bây giờ thì tắt mạng xong và cả hai người đều văng ra ngoài hết. Không ngờ mà server 180 mà đi vẫn gặp boss này.
43. Map làng lá này nó có một cái phiên bản là map làng lá rộng. Nếu các bạn muốn xem thì có thể vào trong cái chỗ khiêu chiến ấy. Ngày xưa Vina Game nó cho cái map đấy, nhưng mà xong khi mà update phiên bản mới ấy, tự nhiên nó lại hạn chế ra cái map đấy. Thế như có một clip mình nói rồi thì phải, là có hai map bị hạn chế, tức là nó không xuất hiện trong khi đi war và đi khi đi solo như thế này, mà chỉ có thể vào khiêu chiến mới có thể mở được thôi. Đó là cái map làng lá rộng và cái map quên mất tên rồi. Đây mình sẽ ra mình cho bạn xem luôn, tạm thời delay một chút. Đây các bạn nếu muốn test thì có thể vào chỗ khiêu chiến này, tạo phòng và tìm cái map đấy. Cái map đấy là những cái map mà nó khá là... Đây, miếu thần. Cái map miếu thần này. Khi nào đó thì... các bạn có thể vào đấy để test thôi. Mình không hiểu tại sao Mình không hiểu tại sao level 36 mà đi cứ gặp 28 xong lại gặp 4x. Có lẽ là one hit rồi, nhìn con kiến kia thì khả năng là... khó để sống sau một tia. Bắn chai 800 máu. Mình sẽ bắn cho anh này chúi xuống một tí để anh ấy không pow được mình tên này. Thích rồi. Pow của súng nước rất là đam, rất là to luôn các bạn ạ. Thủ bắn 1-4 luôn, kinh đi. Sao ghê vậy nhỉ? Không chết, sao không pow nhỉ? Mình ở đây khó hiểu là tại sao lại không pow đấy. Một cái 40 thôi, à một cái 50 thôi. Xuyên giáp rồi. Kiến đỏ này, đấy. Cách duy nhất để có thể trị kiến đỏ đó là ngọc xuyên giáp. Giáp trâu mà ăn ngọc xuyên giáp thì thôi rồi. Thế sau quả đấy nó không crit một phát được. Chấm máu này tiếc thế. Quá tiếc. Anh kia anh bắn dẫn dắt là còn mít ra một tia rồi kia. Tiếc thế. Cứ tưởng ăn của đấy ngon rồi. Nó ra là sát thương mình nó cũng không ổn lắm. Từ từ mình phải ra mình xem lại ác bạn này. Sáu trận nữa, cố gắng đi hết 6 trận. Đấy, gặp 41 rồi. Vậy là trận này nó sẽ như thế nào đây? Bắn trước cả 4x luôn các bạn ạ. Đâu phải lực chiến thấp đâu. Mi đâu? Nói chung 900 máu. Crit lên được 900 máu thì chắc là bắn thường. Bắn chay bình thường chắc là được tầm... anh kia anh cũng bò vào y như mình. Không biết là bắn trúng không. Yeah. Khó lắm. Đâu phải dễ đâu. Mày thế nhở. Vẫn trúng. Rồi bò hẳn ra cái map đấy rồi. Ôi, bây giờ mình sẽ phải bắn góc. Góc quá nhiều đây. Ồ chuẩn thế.
lại che mất cái góc, không biết là mình đang bắn góc bao nhiêu đây. 55. Rồi, kiên cố. Hình như tên này họ có cái bật được skill pad rồi đấy. Yeah. Đừng tự tin như vậy. Đôi khi chúng ta không nên quá tự tin như vậy. À, cuối cùng cũng ăn được một cuối cùng thì cũng ăn được một anh 4x. Chưa biết là cái tên này có trúng không. Yeah. Yeah. Rất là sung đấy, xong rồi anh đã thoát ra một cách lạnh lùng để mặc mình tôi ở đây bơ vơ. Năm trận nữa. Giải quyết 5 nhanh 5 trận cuối rồi. Ở đây test thử đào. Ban phúc này, ban phúc tấn công. Xuống luôn không? Nếu mà là lựu đạn thì là chắc là mình nghĩ đã xuống. Nhưng mà lựu đạn thì mình nghĩ là sẽ xuống đấy. Nhưng mà rất tiếc đây là vũ khí lưu gạch. Đào nó không được như mình mong muốn đâu. Thực ra bọn này mà sát thương 5.000 à đâu, sát thương 1.000 mà 1.000, gần 1.000 mũi mà giáp mới có 500 thì thực sự là nó giáp có vẻ là hơi yếu một chút so với điểm tấn công. Giờ Vinagame cho cái thần khí, các bạn up cái thần khí lên là tăng rất là nhiều giáp đấy các bạn. Bây giờ là có khi là đi giải siêu cấp là sẽ không one hit được nhau nữa đâu. Tiếp tục một anh level 32. Trận này có lẽ là sẽ lâu đây. Có lẽ là tôi đấy, nếu mà bắn bắn xuống thì cũng sẽ không. Anh kia có vẻ là bị lag rồi. 1-2 đi, cho nó trúng đi. Đấy, tấn công có phát ngóng rất là nhiều các bạn ạ. Yeah, yeah, yeah. Có lẽ là mình sẽ thoát cái trận. Chưa thoát được. Xuống lỗ rồi. Có skill, có dẫn dắt đây, bật dẫn dắt lên. Sai trận mới. Không may làm clip này nó khá là bất ổn này. Hết gặp 4x xong rồi gặp boss xong rồi lại gặp những người đứng im không hiểu lý do. Hình như là còn 3 trận nữa thì phải. Bắn đi hết 3 trận nữa thì nghỉ thôi. Làm những clip đi trong server này sẽ phải cắt ghép rất là nhiều. Bỏ loại bỏ những cái đoạn mà gặp boss đi. Rồi gặp lựu đạn rồi. Trận này không giải quyết nhanh đối thủ là thôi. Về với đất luôn. À nhưng mà anh kia mới level 29. Làm gì được. Full dam đi. Thank you.
giờ A9 làm gì được. Nếu mà giả sử anh ấy cấp cũng 3x như mình thì đấy, nó chết luôn. Anh ấy còn mà lực chiến như mình thì còn sợ ấy, bởi vì là đam không chết được là bị đào. Vì rồi hai trận nữa đấy, gặp ba lâm là đến trận cuối này bắt đầu mới gặp những người mà anh kia chắc cũng cộng 10 hoặc cộng 11 thôi. Bỏ ra mép này, đứng ở vị trí này thì không thể đào luôn đâu. Tốt nhất mình cứ đứng ra mép này, bắn một cách bình tĩnh, không có gì phải vội vàng cả. Các bạn mà đam luôn ở cái chỗ này là họ sẽ, nếu mà các bạn bỏ ra mép ấy, mà các bạn đam luôn ấy, họ bay sang rồi đào là có khi là một đào là sẽ bay là rơi xuống luôn, gọi là về với đất luôn ấy. Anh kia anh sẽ dùng chiến thuật gì đây, rồi vẫn đứng ở cái giữa cái chỗ đấy để cho mình bắn đi đây, rồi một cái tên nó bắn có lẽ là góc 90 và lực 100. 1.400 máu. Những cái ác mà lên lực chiến thấp như này mà cầm hạt nhân thì đúng là gọi là dễ dàng bắn hit nhau. Đấy mình bắn 1.400 thì để anh kia anh có bay được sang tận mặt mình không? Yo. Anh ấy bay sang cái đào đấy, nhưng mà rất là tiếc. Xác định nhá, một khi đã bật cái này lên thì xác định nhá. Dẫn dắt mà bắn gì chung. Đấy nên là ngày trước á, ngày trước mà khi mình mới chỉ có pet gà pet mầm á, mình lúc đấy mình cầm con pet mầm mình cảm thấy ức chế không thể chịu được, khi mà mình trốn đi vào những góc nó rất là khó bắn rồi, đối thủ bật skill luôn phát thôi hạt nhân thôi chết luôn, mình cay kích khủng cái skill hài của pet gà luôn. Những pet cũ chúng nó những cái pet ác cũ thì nó cũng có những loại pet cũ nó cũng có hay của những loại pet cũ ý. Trận này có lẽ là trận cuối rồi. Yeah, chết luôn. Thường thì những cái trận, thường thì mình đi trong server như này thì thường trận cuối nó sẽ gặp, một là lực chiến thôi mình, hai là gặp boss. Rất là dễ dàng. Chứ không như kiểu giải siêu cấp, nó rất là căng thẳng, trận cuối là cứ nấm nớp lo. Và có lẽ là clip của mình sẽ kết thúc tại đây thôi. Đừng quên like và đăng ký để ủng hộ cho mình, giúp mình có thêm động lực làm những video hay hơn, hấp dẫn hơn nhá. Rất cảm ơn các bạn đã xem clip của mình, chào các bạn.